Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Số điện thoại đặt hàng mình là 0355 356 356 nha anh em. Mình ở ngay ngã tư Phước Cát, cách Tiên Lâm Đồng nha. Bên mình thì chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ mới các loại nha. Anh em ở tại chỗ thì cứ đem điện thoại trực tiếp cho mình kiểm tra mua bán trao đổi hoặc ép kính thay màn hình thay pin các kiểu nha anh em. Mình nhận hỗ trợ tất cả các dòng nha. Thì quy định mua máy nếu anh em ở xa thì cọc trước cho mình, cọc Viettel 50k cho máy dưới 1 triệu, còn như máy trên 1 triệu thì em mua làm cọc 100 ngàn bằng thẻ cào Viettel hoặc là anh em chuyển khoản ngân hàng đều được nha. Dưới phần mô tả video thì có số tài khoản ngân hàng của mình nha, có 2-3 loại ngân hàng, anh em thích ngân hàng nào thì chuyển ngân hàng đấy nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Tất cả các máy bán thì mình có ship code toàn quốc tới nơi, em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền lại shipper cho anh em, nên em yên tâm về vấn đề máy móc nha. Mình có một cái group Zalo mình mới tạo này, anh em cần thì tham gia để sưu tầm máy nha. Hàng ngày thì mình đều có để lại, và số điện thoại đặt hàng thì anh em gọi thẳng số cho nhanh. Đó, 0355 356 356 hoặc 0974 4672. Link tham gia nhóm mình có để dưới phần mô tả video. Anh em bấm vô cái link này hoặc là anh em cúp chụp hình cái màn này vẫn được nha. Đó. Thì tham gia nhóm để theo dõi và cũng như sưu tầm máy cần thiết mình yêu cầu nha anh em. Máy thì anh em alo nhanh, chứ nhiều khi Zalo anh em nhắn tin mình không có trả lời kịp thì cũng rất là tiếc nha. Rồi không dài dòng nữa thì xin giới thiệu vài con máy có hôm nay cho anh em sưu tầm. Redmi Note 5 còn anh em cần alo nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 4000. Máy thì mới có, tất cả chức năng đều ok ha. Đó, màn hình hiển thị nét nha, màn ring vỏ ring. Con này để anh em giá 990.000 thôi, 990k. Ribaro RAM 2 16 pin 3000, máy ring vỏ sao thì có sức suốt, cấn nhẹ theo 5 tháng sử dụng nha, màn đẹp sáng ok. Đó, chức năng ok full nha. Ribaro 950 nha anh em. Tiếp tục là con Ri 6 cộng, con này lương thêm mới keo rồi, RAM 3 bộ nhớ 32. Nói chung máy tổng thể đẹp nha. Máy này thì đẹp keo rồi. Ri 6 Plus. Tất cả chức năng đều ok hết ha. Con này 1.3 triệu. Đây nào cần thì lấy ha. Nokia 3.1, con này thì màu trắng, máy ring. Lưng sườn viền thì đẹp, xước sát nhẹ nha. Nói chung là có xước sát hay 5 tháng rồi, không phải là đẹp quá keo đâu. Đó. Màn thì sáng đẹp rồi. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Tất cả chức năng đều ok hết. Máy full chức năng nha. Máy thì bên mình thì bao lỗi đổi trả 1 tháng nên em yên tâm nha. 750 nha anh em, 750k. Tiếp tục là con Realme C2, RAM 2 bộ nhớ 32 pin 4000. Tất cả chức năng đều ok, máy full chức năng và vỏ đánh giá là khá là đẹp nha. Đó. Sườn viền ok. Máy chức năng đẹp. Chưa lỗi chức năng gì hết luôn con này nha. Realme C2, con này để anh em giá 950. Tiếp tục làm con Oppo A83 RAM 3 bộ nhớ 32 máy ring, lượng sao có nhâm xước 5 tháng rồi nha. Màn có vài cọng lông mèo. Đó, mọi chức năng đều ok hết nha. Chức năng nghe gọi, màn viền già già đó xung quanh. Máy thì bao rẻ rồi. Còn A83 này để anh em giá 850 thôi. 850 nhưng mà mọi chức năng đều full. Y91 Vivo, máy lưng sao đẹp, cam sau lỗi nha. Cam trước ok. RAM 3 bộ nhớ 64GB. Con này 64GB anh em. Cấu hình khá là mạnh nha, màn hình 6:2. Đó, máy đẹp nha. Xài ok ổn định nha anh em. Chỉ có mỗi cam sau là nó lỗi, mình không có thay luôn, để im báo luôn. Cần thì alo cho mình nha. Con này là Y91 và để anh em giá 990.000 thôi. 990k. Và 64GB khá là mạnh. Tiếp tục làm con Y20S, máy full chức năng, ring. Lương sau là cũng có xuất sắc 5 tháng nha. Nhâm trước. RAM 6 128GB, pin 5000. Màn dán cái lực đẹp. Đó. Chức năng thì ok, full chức năng, máy full, Y20S, 2.1 triệu, RAM 628, khá là rẻ. Một con Oppo A15, lưng sao đẹp nha, RAM 3, bộ nhớ 32, pin con này là 4230, chức năng đều ok hết ha, màn đẹp, sáng, chuẩn chỉnh. Con này là con Oppo A15, màu trắng nha, 1.8 triệu nha nè. Huawei Nova 5T máy ring đẹp tầm 98 trở lên này. Con này khá là đẹp nha, sườn viền sức nhẹ thôi. Lưng sau thì quá ok rồi. RAM 8 128GB. Máy full chức năng. Màn hình hiển thị nét nha. Con này xài bao mượt mài anh em luôn. Huawei Nova 5T 2.5 triệu nha anh em. Oppo F11 Pro máy ring, lưng sau nhâm xước nha. RAM 6 128GB, pin 4000, màn hình 6.5 inch. Con này là bản cao nhất của Oppo rồi.
sườn sau thì có xước sát nha. Đó. Camera thì thục thò, chức năng thì ok. RAM 6 128 GB, máy full chức năng, cảm ứng mượt mà nha, 2.1 triệu luôn nha nè. A70 của Samsung, lưng đẹp nha. Con này RAM 6 128 GB, màn hình 6.7 và pin con này là 4.500 nha. Sườn viền có xước sát thêm 5 tháng nha nè. Màn đẹp, máy zin A70 Samsung A70 RAM 628 khá là mạnh. Con này để anh em 2.8 2.8 nha. Y30 luôn của ông Vivo nha. Máy zin lần sau nhâm xước. Màn hình 6.47, RAM 464, pin 5000. Mọi chức năng đều hoạt động ok. Máy full chức năng, màn sáng đẹp. Vivo Y30. 1.9 triệu nha anh em. Note 8 nha anh em. Con này là Xiaomi Redmi Note 8. Lưng khá là ok, màn sáng đẹp. RAM 464. Con này là vang bóng một thời luôn anh em. Note 8 rất là khủng. Thằng anh của Note 7. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì em nó đã xuống đài rồi rồi. Không thể đỉnh được mãi ha, tại vì Xiaomi ra rất nhiều mẫu mới. Con này đến em 2.1 triệu. Một con Realme 5i, lưng sau thay mới keng, RAM 464 GB, pin trâu 5000, chức năng ok, màn sáng đẹp, mọi chức năng đều hoạt động chuẩn chỉnh, đã test kỹ chức năng, màn phản quang sáng nhẹ đúng mới thôi. Đó. 1950 anh em, Realme 5i 1950. Samsung M525G, màn hình 6.7, RAM 828, pin 5000, máy chức năng ok, kính camera có đường nứt nhẹ đây, kính ngoài nhỉ, không ảnh hưởng gì hết nha anh em. Lưng đẹp, màn đẹp, máy ring full. Đánh giá tổng thể tầm 98. Đó, nên anh em mua khỏi cần mình chụp Zalo hết nha. Những anh em biết mình chụp Zalo thì thông cảm nha, mình không có rảnh. Đó, anh em thông cảm nha. Mình chỉ bán trực tiếp trên live. Anh em cứ coi trực tiếp máy như thế này. Thì anh em nào cướp thì cứ alo. Còn biết mình chụp Zalo quay clip các kiểu thì mình không rảnh quay rồi, anh em thông cảm nha. Con này RAM 828 GB, pin 5000, chip Snapdragon là 778 5G. Đó, mọi chức năng đều ok, máy đánh giá tầm 98, màn thì đẹp, không ám ố. Đó. Người đem 25G nên là rất là kỹ cái lửa trên clip rồi. Nên em khỏi cần phải Zalo và clip gì đó, nó công mật em tốn thời gian. Quay cho đã rồi anh em đâu có mua đâu mà công. Đó, nên anh em nào thực sự có thiện chí cứ coi máy kỹ alo cho mình là chốt máy nha. Cọc trước 100.000 là mình gửi máy. Đó, anh em yên tâm ha. M525G 4.2 triệu. Máy khá là êm. Note 10 Pro, máy zin đẹp 99. RAM 8 128 GB, pin 5000, máy full chức năng và đẹp 99 thì anh em tự hiểu nha. Mình đã quay clip rất rõ cho anh em xem. Đó. Kính sườn viền, thông số kỹ thuật đó. Thông số chi tiết RAM 8+3. RAM 8 128 GB và máy mướt mượt mượt luôn. Đó. Con này để anh em giá 3.6 triệu nha, 3.6 triệu. Máy bao nét 99.9 luôn anh em. Vivo Y21S, RAM 628, pin 5000, màn hình 6.1, máy riêng đẹp 98. Mọi chức năng đều hoạt động ok. Con này để anh em 2.5 triệu. Vivo Y21S. Samsung A23, máy đẹp 98.5. RAM 428, máy full chức năng, máy riêng. Đó. Tự tin giọng giạc nói máy riêng cho anh em yên tâm. Con này 3.1 triệu. A23, đẹp 98.5. A23 nha anh em. Note 10S, lưng sau có xuất sắc nhưng mà bảo đảm riêng 100%. Lưng sau nhâm xước nha, chỉ còn thấy cái nắp là đẹp keng nhưng mà mình chưa có thấy. Sườn viền nhâm nhâm nhẹ, màn đẹp không ám ố. Và màn riêng. Con này thì bảo đảm riêng từ A tới Á luôn. Note 10S thì RAM 8 128 GB lượng em, pin 5000. Máy cấu hình khá là khủng nha. Đó, Note 10S 2.9 triệu. Đó, 2.9 triệu. Một con S20 Ultra màn hình 6.9, RAM 12 GB, ổ nhớ 128, pin 5000. Con này bán để tự nhiên cái màn nó dính một sạc rồi đây. Đó. Mình dính một sạc đường đây. Nghe nó là fix được nhưng mà mình bán luôn cho nó nhanh. Nên là cần thì alo. Để anh em 2.9 triệu thôi. Note 20 Ultra 2.9 triệu. Cần lấy luôn anh em, RAM 12, bộ nhớ 128 GB và bán mấy xả nha. Cam 1XM. Đó, Cam 1XM. Cam 2X ok. Ok nha. 2.9 triệu, mấy như cho luôn rồi. Oppo 2F, máy riêng, lưng sao thay mới rồi. Con này lưng full.
chỉ thay một cái nắp mà ring, vỏ ring chỉ có thay nắp sau thôi. RAM 8 128GB và con này ra đi cho anh em giá là 3,2 triệu. Renault 2F RAM 8 128GB 3,2 triệu, máy đẹp keng xà beng luôn. Một con Renault 5 Oppo máy ring RAM 828, Snapdragon là 720, pin 4310, tất cả chức năng đều ok, màn đẹp, vỏ đẹp. Đó, còn alo nha em. Con này là Renault 5. Mọi chức năng khá là mạnh, chỉnh chu. Đó, Snapdragon là 720G. Bao máy mượt mà, chạy êm. 3,8 triệu. Renault 8T 5G. RAM 8, bộ nhớ 256GB. Máy riêng đẹp 98%. Còn bảo hành, ngay đây mình thấy có xước xước đường này, đó. Còn tất cả chức năng máy thì tổng thể đẹp keng. Renault 8T 5G. Màn mình đã dán miếng keo chống trời rồi. Máy riêng full, con này còn bảo hành công ty chắc phải năm tầm 8 tháng là chắc chắn nha này. Còn bảo hành công ty nha. Renault 8T 5G 256GB, chip Snapdragon là 695 5G octa-core. Pin 4800, màn hình 6.7, RAM 8+4. Rất là mạnh nha. Đó. Mượt mà. 5,5 triệu cho anh em sơ đồ siêu phẩm nha. 5,5 triệu một cây duy nhất, anh em cần alo liền cho mình nha. Pin con này 4800 khá là trâu. Có cái ốp lưng riêng luôn. Đó. Rồi, clip này xin tạm dừng đây. Thân ái chào anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Nhớ bấm đăng ký kênh và tham gia vô nhóm Zalo tham khảo máy cũ để sưu tầm máy cho chính mình nha anh em. Thân ái chào anh em và hẹn em clip ngày mai.